Bài viết có tựa đề "Cái kết đắng cho việc tự ý giảm tiền thuê mặt bằng không giống ai, Chủ tịch Thế giới Di động bốc hơi gần 300 tỷ. Giá cổ phiếu MWG của CTCB đầu tư Thế giới Di động đã giảm 3,29% trong tuần vừa qua giữa ồn ào xung quanh câu chuyện công ty đơn phương giảm tiền thuê mặt bằng chỉ với một thông báo ngắn gọn. Vẫn biết là dịch bệnh khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa do giãn cách xã hội tại một số tỉnh thành, doanh nghiệp bán lẻ những mặt hàng không thực sự thiết yếu như cửa hàng Thế giới Di động và điện máy xanh sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, việc đề nghị đối tác chủ mặt bằng giảm tiền thuê nhà mặt bằng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dư luận lại đang sốc với kiểu đàm phán một chiều của CTCP đầu tư Thế giới Di động MWG khi gửi văn bản thông báo giảm tiền thuê mặt bằng, sau đó không cần quan tâm đối tác có đồng ý hay không, khó khăn thế nào. MWG tự động trừ tiền thuê mặt bằng theo kiểu rất cửa trên. Trường hợp trên xảy ra đối với ông Trần Kỷ Mùi, đối tác cho MWG thuê mặt bằng để mở một cửa hàng Thế giới Di động tại một vị trí đắc địa ngay ngã tư đường Trần Phú, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo nội dung được ông Mùi chia sẻ, văn bản được MWG gửi cho các đối tác cho thuê mặt bằng, trong đó có ông Trần Kỷ Mùi, MWG đơn phương thông báo Thế giới Di động điện máy xanh xin thông báo tới quý đối tác về những biện pháp chúng tôi sẽ triển khai trong giai đoạn này như sau. Không tính tiền thuê theo cách viết hoa của MWG và không thanh toán 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn, không kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước. Không tính tiền thuê 70% và thanh toán 30% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch. Thời gian áp dụng từ 1 tháng 1 đến 1 tháng 8 năm 2021, công văn đề nghị tiền thuê đã thanh toán sẽ cấn trừ vào các kỳ thanh toán tiếp theo, cũng như sẽ áp dụng cho đến hết hợp đồng thuê nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng buộc cửa hàng phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng. Tại văn bản thông báo thanh toán chi phí thuê mặt bằng gửi cho ông Mùi, MWG ghi rõ số tiền giảm trừ tương đương với số ngày đóng cửa, số ngày bán giãn cách. Theo đó, MWG tự đặt ra quy định giảm tiền 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, giảm 70% giá thuê cho những ngày bán hàng giãn cách. Như vậy, trong cả 3 tháng của quý 3 vừa qua, thay vì phải trả 75 triệu đồng cho ông Mùi, MWG tự tính tiền và tự trả vỏn vẹn 24.112.903 đồng. Đáng chú ý, các tháng sau đó dù chưa biết địa phương có thực hiện giãn cách xã hội hay không, nhưng MWG vẫn tự trừ tiền thuê mặt bằng trong tin nhắn chuyển khoản được thanh toán trước. Theo chia sẻ của ông Mùi với giới truyền thông, điều 4 của hợp đồng và điều 9 cam đoan của các bên không có điều khoản nào nêu rõ việc MWG được tự ý giảm giá thuê mặt bằng khi chưa có sự đồng ý của người cho thuê mặt bằng. Trong hợp đồng cũng không có điều khoản nào liên quan đến các sự cố, sự kiện bất khả kháng, đồng thời khẳng định hành động của MWG là hoàn toàn đơn phương
chưa nhận được sự đồng ý của ông. Trong thời gian vừa qua, bên Thế Giới Di Động có liên hệ để xin giảm giá vì giãn cách. Ban đầu chỉ nói miệng và tôi không đồng ý. Sau đó, có một lần họ gửi văn bản, nhưng do không đồng ý nên tôi không phản hồi lại, không ký gì cả. Nhưng họ vẫn tự động cắt giảm, tự động gửi văn bản, tự động chuyển tiền mà tôi không đồng ý bất cứ thứ gì. Cũng chẳng có văn bản thỏa thuận nào hết, ông Mùi cho hay. Đáng chú ý, ông Mùi cho hay trong thời gian địa phương giãn cách, các cửa hàng tại địa phương cũng như Thế Giới Di Động vẫn mở cửa bình thường, chỉ hạn chế số người vào. Họ vẫn mở cửa, vẫn bán online và vẫn có doanh thu, ông Mùi nói. Bên cạnh đó, hình thức thanh toán của Thế Giới Di Động cho ông Mùi là thanh toán trả trước và 3 tháng một lần. Theo ông Mùi, lẽ ra đầu tháng 9 họ sẽ thanh toán cho tôi phí thuê của tháng 9, tháng 10, tháng 11. Nhưng một tháng sau mới thanh toán. Khi chuyển tiền, họ tự động trừ đi tiền phí thuê cắt giảm của tháng 7, 8 với lý do đóng cửa. Theo cập nhật mới nhất của MWG về kết quả kinh doanh và 8 tháng đầu năm 2021, công ty đạt 78.495 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 63% kế hoạch của năm. Trong đó, doanh thu online dù tăng 17% so với cùng kỳ, nhưng cũng chỉ đóng góp hơn 7.540 tỷ đồng cho MWG. Lợi nhuận sau thuế 8 tháng đầu năm đạt 3.006 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 63% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 8, công ty vẫn duy trì được hơn 6.500 tỷ đồng doanh thu và 222 tỷ đồng lợi nhuận. Đối với Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, hai chuỗi đã đóng góp hơn 57.500 tỷ đồng doanh thu lũy kế 8 tháng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ 2020. Kể từ đầu năm 2021 đến nay, tháng 8 là tháng kinh doanh thấp điểm nhất khi gần 2.000 cửa hàng phải tạm đóng hoặc kinh doanh hạn chế. Các cửa hàng này chiếm 70% về số lượng, nhưng đóng góp hơn 80% giá trị doanh thu của Thế Giới Di Động Điện Máy Xanh trong điều kiện bình thường. Ngược lại, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận tổng doanh thu hơn 20.600 tỷ đồng lũy kế 8 tháng, tăng 56 so với cùng kỳ năm 2020. Với 1.928 cửa hàng vào cuối tháng 8, doanh thu tháng này của Bách Hóa Xanh đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Doanh thu tính bình quân trên mỗi cửa hàng là hơn 1,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu MWG của CTCB đầu tư Thế Giới Di Động đã giảm 3,29% trong tuần vừa qua. Với mức giá này, Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài đã đánh mất hơn 273 tỷ đồng từ việc giá cổ phiếu sụt giảm. Hiện ông đang nắm giữ trực tiếp và gián tiếp hơn 63,5 triệu cổ phiếu MWG, chiếm tỷ lệ 8,92% vốn điều lệ công ty. Số cổ phiếu này hiện có giá trị 8.000 tỷ đồng. Vợ ông, bà Phan Thị Thu Hiền, cũng đang nắm giữ hơn 1,95 triệu cổ phiếu, trị giá 246 tỷ đồng.
theo Infonet. Cho chúng con yêu thương đồng loài, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau con đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, qua đoạn trường rồi không buồn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi theo kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc, những khúc hát yêu thương rào rạt, cho lòng người nảy mầm khao khát yêu thương. Nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, lòng tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Tạ ơn mẹ cha ban cho hình hài và dạy cho chúng ta biết yêu đồng loài, biết chia sớt đắng cay ngọt bùi, người sống với nhau còn đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, trải qua đoạn trường không còn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi trong kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc, vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm, những khúc hát yêu thương rào rạt, cho lòng người nảy mầm khao khát yêu thương. Nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, niềm tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường.